phụ anh Đạt giải quyết con gà tây nè, nó bự nó nặng lắm Minh ơi. Minh lo giữ khách và chuẩn bị ăn Tết Tây nha. Anh Đạt ơi, như vậy là chúng ta sẽ thực hiện làm món gà tây sốt xì dầu. Thì chúng ta cần những nguyên liệu và gia vị gì anh ha? Có một con gà tây là 7 kg. Cái này 7 kg? 7 kg đúng không? Cái này cái một con gà tây rất là nặng lắm. Cố lên. Đúng rồi. Gà tê có ướt gà rất là bự. Không có mơ. Không mỡ. Không mơ, tai, đuôi không có mơ. Cái này lột xì dâu, không khô, cái này rất là ướt. Cái first đầu tiên. Đầu tiên mở gà tê, cái này gà tê có tim, có khô, có me, có gân, có gan. Có mề, có gan, nói chung là bộ đồ lòng. Có phao cao luôn. Dạ, có phao cao luôn. Đúng rồi. Ông bác sĩ nào, ok. Noel nha, present. Cái cổ đúng rồi, lột luôn nha. Cái 10 lít nước lọc. 10 lít nước lọc. Lấy cái nồi lớn, nồi lớn. Cái nồi lớn. Con nạp, đúng rồi. Con nạp, cái này sôi nước, nước để đang nước nóng. Đúng rồi. Có 100 gram hoa hồi. Hoa hồi. Đúng rồi, ngâm nấu phở. Dạ. Rất thơm nhé, ngâm sôi xi nhé. Dạ rồi, chúng ta sẽ bỏ nước đang sôi, đúng rồi, đúng rồi, bỏ luôn. Dạ. Cái tỏi, cúc tỏi, không sao, cái 100 gram luôn. Dạ. 100, 200 không sao. Dạ, không sao. Dạ, đúng rồi. Nói chung là càng nhiều thì sẽ càng thơm đúng không anh? Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Bỏ thưa luôn. Quý vị, như vậy chúng ta sẽ lột tỏi, rửa sạch rồi chúng ta sẽ bỏ vào nồi nấu chung luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ cần cái gì nữa anh ha? Dạ, có gân nhé. Gân, mai miếng, mai cúc là 200, 300 không sao. Cái này gân cắt một chút nha. Dạ. Cái này bỏ luôn, lột 20 phút. Ở đây đặc biệt có nước tương xì dầu đặc. Rất là đặc nhé. Gom siro. Xì dầu đặc. Đúng rồi, cái Indonesia còn bàn ở Việt Nam không có. Dạ, Mua ngoài nha. Yeah. Ok, cái xì dầu đặc này 250 ml. Nửa lít không sao. Cái này muốn đen hơn thêm xì dầu á. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta sẽ tùy theo cái màu của nước lèo mà chúng ta gia giảm cái độ hắc xì dầu nhiều hay ít tùy chúng ta. Japanese nước tiếng Nhật, cái này thơm không mặn. Không mặn. Lột gà thơm hơn. Yeah. Cái này xì dầu rẻ, cái này thêm nước tương đặc. Yeah. Yeah. Cái so này là nước tương của nước Nhật đúng không? 200 ml. 200 ml hoặc là 100 ml tùy chúng ta thôi. Đúng rồi, muốn đen hơn thêm sốt đèn nhé. Dạ, không sao đúng không đúng anh? Rồi. Cái một muốn hạt nam. Từ thịt thăn, xương ống và tủy. Dạ. Bí quyết làm cho món ăn ngon hơn đúng không anh? Dạ, đúng rồi. Cái này thêm, cái này ở đây không có muối. Dạ. Nè, ok, xối nước lèo 20 phút. Dạ. Xong, lột một con gà tê nhé. Dạ. Cái gà khô. Cái cổ. Cái tim ở đâu ạ? Cái tim đã kiếm. Đây nè, có một bịch. Cái một bịch có tim, me. Mề. And gan nhé. Dạ, tim, mề, gan. Bịch không lột gan. Là sốt bị đắng nha. Dạ, là chúng ta sẽ không luộc gan tại vì sợ nước lèo sẽ bị đắng. Đúng rồi, tim rất là bự nha. Tim bự. Tim bự. Mè bự. Mè bự. Ăn xôi gà tê mà ngon nha. Ok, nào. Rồi. Gà tê hai tái nha. Nặng hơn nha. Cố lên. Đúng rồi. Cẩn thận. Cái này ở nhà làm một con gà được, không sao. Dạ. Không có gà tê, con gà, con vịt. Con gà bình thường, gà ta cũng được đúng không anh? Được, gà ta hoặc là con vịt. Không nhất thiết phải là gà tây đúng không anh? Đúng rồi. Ok. Lấy cái nắp xong xôi nước lèo. Xôi mà nấu 30 phút, 30 nửa tiếng phút. Tắt. Đi chơi 2 tiếng. Về bếp mở. Gà tê ở ngoài xong rồi. Tại sao ạ? Tại vì khi mà gà chín rồi thì chúng ta sẽ ăn liền thì sẽ ngon hơn. Chứ tại sao phải để 2 tiếng đồng hồ lận? Không biết, thôi cái nói biết. Không biết. Hỏi cái nồi như thế nào? Nói biết này, không biết. Như vậy thì đang nóng. Đang nóng đúng không? Xôi mai tiếng là gà bị khô. Dạ. Dài. À. Đúng rồi, 20 phút nửa tiếng nước lèo rất là nóng. Dạ. Khô nắp, không sao. Anh Đạt ơi, như vậy là chúng ta sẽ không ướp gà mà chúng ta bỏ thẳng gà vào nước lèo luôn hả anh? Dạ, đúng rồi. Như vậy là gà sẽ tự động thấm cái gia vị của nước lèo đúng không? Dạ, chính xác. Bây giờ thì chúng ta sẽ bật lửa lên. Dạ. Rồi. Đúng rồi. Chúng ta sẽ chờ đợi trong khoảng bao nhiêu phút? 30 phút hả? Nửa tiếng. Dạ, nửa tiếng sớm tắt luôn. Dạ rồi. Và Lê Khánh được biết là anh đã chuẩn bị một con gà khác để thay thế con gà mà chúng ta phải nấu nhiều thời gian. Bây giờ thì chúng ta sẽ vớt gà ra anh ha. Dạ, đúng rồi. Cái này ướp mai tiếng là gà không lạc. Dạ, gà tê mà không có mơ. Bây giờ chúng ta sẽ vớt ra và sắc gà
Dạ, dạ xin mời anh. Bây giờ rất là nóng nha, dạ. Nang lắm là 7 ký. Rồi mấy đi một người ăn nhà rất là giống ly đất. Lấy gà tê nhá. Dạ, phải tập tạ. Đúng rồi. Mới lấy gà ra được đúng không anh? Đúng rồi. Rồi anh cẩn thận nha. Dạ. So, cái một muốn ở dưới nè, một cách từ từ chậm đúng chậm rồi. Thôi. Dạ rồi. Đúng rồi. Để Khánh giúp anh. Nè, đúng rồi. Ôi. Thưa quý vị, như vậy thì để làm món gà tây sốt xì dầu thì không vất vả lắm đâu thưa quý vị. Chỉ cần mua con gà tây về làm sạch, rồi sau đó chúng ta sẽ sốt, nước sốt thật là ngon với nhiều gia vị đặc biệt không thể thiếu hạt nêm từ thịt thăng, xương ống và tủy để cho món ăn tròn hương vị, thật là ngon. Bình Minh ơi, chuẩn bị xong hết rồi nè, Minh đâu rồi? Rồi mình đợi từ nãy giờ thì bây giờ mới gọi không à. Hay ghê ha, làm xong hết rồi Minh mới xuất hiện là sao chứ? Thì bây giờ chủ yếu là đợi làm xong mà anh đang có cần phụ gì đâu anh xong. Thơm không anh? Quá cái, thơm đúng không? Một miếng nó ướt gà tê á. Dạ. Bự. Cái này rất cái là này nhiều thịt. Chai rồi mà không khô. Cái này một chút mà màu hồng. Oh. Cái này vô nước một phút nữa. Cái này làm nóng rồi được rồi. Sau dạ. Cái này sắc sắc. Sắc một miếng vừa ăn ha anh ha. Đúng rồi. Cái màu miếng này đây mà ướt nước một bên nữa à, phải là màu sắc đúng rồi liền đúng không ạ? Dạ. Cái này ăn được, ăn với tay không? Ngon cái này đúng. Với miếng kia ha. Dạ. Dạ rồi. Đây, chúng ta sẽ trang trí vào cái này ha. Đúng rồi. Hấp dẫn quá phải không Minh? Dạ. Đúng rồi. Mình có lấy test là New Year Mỹ, anh nghe nấu New Mon. Dạ. Cái này là món ở đây là không khô. Cái này nước leo, bỏ con gà vào. Cái này làm mai mòn nữa mà không sơ cái này. Dạ không sao. Vậy giờ chúng ta sẽ trang trí đúng không ạ? Dạ. Đúng rồi. Mấy cái đĩa. Bật mí với mình nha, đây là món mà anh Đạt tự chế đó. Dạ. Quá giỏi đúng không? Thêm ít nước sốt này nữa. Rồi. Rồi. Cho màu sắc nó bắt mắt đúng không? Công phu ghê không mình. Đúng rồi. Vậy thì bây giờ phải cái món lớn mà tốt hơn nhá. Dạ. Vậy thì bây giờ chúng ta phải mời anh Thành và cô Lauri vô để chúng ta thưởng thức món này thôi chứ nhìn nó phải không đúng anh Đạt. Cắm lại một chút ta đúng rồi. Đúng rồi. Cái này chén không sao. Để bếp rồi như cái chén thì không sao, không dơ đúng không? Ok. À, cái decor hết đúng rồi. Như vậy là món ăn của chúng ta đã hoàn tất rồi. Vậy thì xin mời quý vị chúng ta cùng qua phòng ăn của Sức Sống Mới để thưởng thức món gà tây sốt xì dầu nhé. Vâng, bây giờ xin mời anh Thành và cô Lauri chúng ta cùng vào bàn ăn để thưởng thức ạ. Xin mời cô. Thank you. Cảm ơn. Dạ. Dạ, mời anh. Dạ. Vâng, rất là hấp dẫn. Như vậy là món ăn của chúng ta đã hoàn tất. Bây giờ xin mời các anh chị nhập tiệc nhé. Nào, nâng ly. 1, 2, 3, vô. Happy New Year. Còn chần chờ gì nữa? Xin mời cô Lauri. Thank you. Mời anh Thành. Dạ, yeah, cảm ơn. Mấy lột gà tè mà cơm khô. Có nè. Wow. Yeah.